Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập đường dây nóng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh lớp 10 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây nóng này sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị và tố giác tiêu cực liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh lớp 10 năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người dân có thể gọi đến số 08 3822 3358 hoặc gửi email về địa chỉ thanhtra-sởthanhphuhochinhanh.edu.vn. Thanh tra sở sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị trong giờ hành chính. Ngoài ra, người dân có thể tra cứu thông tin kết quả trên trang thông tin điện tử của Thanh tra sở tại thanhtra.hcm.edu.vn.